Có những năm mà hồi lúc trước á, cha mẹ cũng có lì xì cho phụ nữa. Thì năm nay thì mẹ về thì sư phụ cũng chúc cha chúc mẹ, rồi mẹ nhắn lời, mẹ chúc sư phụ, mẹ nhắn lời với mấy con vậy. Và tất cả họ thiên ở Mỹ đầy phước lộc, đó là lời Phật mẫu nhắn sư phụ nói lại. Và họ thiên còn thế giới. Rồi có mấy ông anh kể chuyện trên trời, tại sư phụ quên chuyện trên trời, ông mang khá phàm 9 tháng 10 ngày đâu nhớ vậy đâu. Hỏi chảnh bây giờ Tết vui không? Thì cái gì nó kể trên trời á, ngày nào cũng là ngày Tết. Tết là xuân, xuân là hoa đúng không? Thì trên trời mình không có cái khổ cho nên ngày nào cũng sướng á. Thì hoa trên trời mới kể là nó có những cái một tỷ năm có cái nó nở một lần, 1 triệu năm nở một lần, 1.000 năm nở một lần, 10.000 năm nở một lần. Thì những vị tiên trời cứ đi ngắm những cái loại hoa mới vậy đó, nó đủ kiểu. Rồi đường phố bông hoa đầy hết, đời sống cái chợ cũng như đời sống chúng ta, nhưng mà nó chỉ hoa thôi, mà nó chỉ có vui chứ không có khổ. Thì đó là lời mấy gì nói như vậy. Rồi sư phụ mới hỏi, vậy chứ mỗi năm cha với mẹ ăn Tết ở đâu? Thì mấy vị mới nói thường Thượng Đế với mẹ Phật Mẫu thương cõi ta bà chúng ta nhiều nhất. Bởi vì chúng ta khổ nhất của tất cả các hành tinh, 3.000 hành tinh kia, họ sướng hơn chúng ta, hoặc là họ vô minh hơn chúng ta. Có những hành tinh giống như người laser chiến đấu tối ngày. Rồi họ có trùng ngày Tết với mình không? Phụ hỏi những đặt những câu hỏi giống như mấy con cũng quanh đời đúng không? Thì sư phụ là người giao tiếp được, thì sư phụ mới hỏi tùm lum hết, hỏi do sư phụ cũng hỏi dùm luôn cho nhân loại để nhân loại biết. Thì những cái hành tinh ở gần chúng ta nè rất là đông, họ cũng có những ngày Tết giống như chúng ta vì họ cũng dùng hệ mặt trời của mình. Nhưng ở cõi trời không có ngày Tết, nhưng lại có những cái ngày mà trọng đại. Trọng đại là những vị vua trời, nó có 3-4 cả ngàn ông vua trời chẳng. Mỗi từng trời có ông vua trời bự, rồi mỗi từng trời có nhiều vị trời nhỏ nhỏ. Thì mỗi từng trời có Bồ Tát, có Phật, có tiên đầy đủ hết. Thì tất cả những gì đó khoảng vào tháng 5 và tháng 6 của chúng ta, thì những gì đó về chầu với cha mẹ, thì chúc cha mẹ như họ một cái buổi mà lễ lớn để mà vui như vậy đó thì cũng có. Nhưng mà còn Tết là ở trên trời là Tết Everyday. Chữ Tết không biết mình dịch làm sao, chữ xuân mới đúng, xuân là hoa. Còn mấy vị đã giải thích chữ hoa rồi, ở trên trời là ngày nào nó cũng có một loại hoa nở, nhưng mà không phải như hoa hồng rồi cái vài tháng nó héo rồi mở là nở lại tiếp. Hoa trên trời cả chục nghìn năm nó nở là cũng như hoa u đàm vậy. Khi sư phụ xuống trần thì hoa u đàm nở rộ hết khắp nước Việt. Thì những cái loại hoa ở trên đó mấy vị nói ở dưới thế gian này không bao giờ có, và màu sắc rất là đẹp, chiếu nữa. Rồi những cái hành tinh cùng chúng ta trong cái hệ chúng ta là giống như Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Hàng Châu, Tây Ngô Quá Châu, thì họ cũng gần chúng ta lắm, họ cũng có Tết đó. Và họ cũng có ngày vui như vậy. Tại sao là mình có ngày hôm nay mùng một Tết? Là vì cõi ta bà mấy vị nói hầu hết nhân loại chúng ta 8 tỷ người khắp thế giới, không phải chỉ riêng Á Châu, là mình đã buồn khổ bực bội sân si hờn dỗi ô đủ chuyện hết 364 ngày rồi. Thì cho nên quốc gia nào cũng có một ngày tìm một cái nụ cười hồn nhiên gọi là hỷ lạc. Thì hôm nay tất cả sư phụ thấy tất cả mọi người đều có nụ cười hết đúng không? Chứ mình sư phụ nhập thất bữa giờ 6 ngày
bữa giờ thấy màu đỏ, bây giờ bữa nay nó ra thấy màu đỏ màu vàng rồi, tiếng nhạc ồn quá chịu quá nổi, cho nên lâu lâu thấy thụ mất tích cái gì đi ngồi thiền để mà recharge lại. Tại cái thế giới ồn ào này giờ nó không thuộc chú phụ nữa. Nên nãy hơi ngồi thiền là có một chút tinh thần, cái ngồi là chịu quá nổi chứ có lo nữa. Thì đó là chung quy lại chú phụ xin 15 phút thì không biết thuốc chưa, là Phật mẫu chúc mừng chúng ta tất cả các con ở thiên hôm nay đến đây dự buổi lễ này. Mình không phải chỉ riêng mình đâu nha, hồi sáng có những vị khác, tại vì mỗi lần mà thụ nhắn an cha mẹ đầu năm đó rất là đông anh em tới, người nói chút thì có vú của thụ thì dặn là hàng năm chúng ta đó nên trước khi làm gì nha, nên để cái bình nước ở đây nè, bự. Rồi một hoa ở đó, mỗi một người chúng ta tới, hy vọng năm sau mình làm lễ trên Thiên Long Sơn, thì mình lấy cái hoa mình thắng. Tức nghĩa là lúc nào cái tưởng của mình cũng nghĩ chư thiên đang chung chúng ta. Nhưng mà thưa phụ, for sure và confirm 1,000,000/1,000,000, không phải là tưởng mà là thiệt. Tại vì phụ đang đứng đây thì những vị tiên trời tiên chúng cũng chung vui chúng ta hiện giờ đang đây. Chúng ta không phải là những hội chợ Tết bình thường như những người ngoài kia, chúng ta là hội chợ Tết của người cõi trời. Sư phụ là người, nhưng sư phụ là con trời thì cũng nửa người nửa trời, thì chúng ta ăn Tết chung những chư thiên luôn á. Thì cho nên ở bên chỗ thờ cha mẹ đó có cái chỗ và cảnh bông đó, đứa nào mệt đó, thì ra đó ngồi thì nghỉ mệt, rồi cầm một cây bông lên thánh. Con cảm ơn các chư vị hạ phàm xuống đây cùng chung vui xuân với chúng con, mỗi đứa mỗi ý, nhưng mà cái ý chính là giống vậy. Thì những chư thiên họ cảm nhận là họ không có bị lạc lõng. Tuy là mấy con không thấy, chư phụ thấy, anh bắt thấy đúng không? Và lời chư phụ nói đâu phải là đùa. Thì mỗi đứa nào mà tôn trọng chư thiên thì qua phía bên đó, rồi cầm cái bông về đó, thì biết đâu xui xui anh hơn là mấy vị cho 6 số hay sao. Còn nếu không xui nữa thì ai mà bị chúng bùi chúng ngại mấy vị gỡ ra giùm, đúng không? Mà mình đâu có mất gì đâu, nhưng mà at least thì sư phụ chỉ là truyền đạt lại những lời hồi sáng này, đó là lời mẹ dạy, lời mẹ chúc mừng xuân năm 2024 cho tất cả các con hội thiên một năm đầy phước lộc. Dùng cái chữ nghe cho mẹ nhắn gửi đệ tử của con và tất cả họ thiên năm mới tràn đầy cái chữ tràn đầy phước lộc, cái chữ phước lộc đó là lời của mẹ mình. Nó còn hay có diễm phút không, nó còn người phàm mà được một vị Phật lớn nhất trong vũ trụ chúc Tết như vậy, con nghĩ là mình có phước rồi. Ở trên đời này không có ai có cái câu được chúc câu đó. Thì và mẹ vú của sư phụ á, biểu mình vui xuân chung vậy á, thì qua bển cầm cái bông thôi, chắc phải nhang nhang cũng là tốt, nhưng mà nhang là thường rồi mình hay cắm hoài. Nhưng mà cái hoa đó vừa có để một đống ngay cửa. Thì khi nào là muốn relax và vẫn ngồi thiền 5-10 phút thì dân hoàng cả. Mấy vị thích hoa lắm. Tại trên thiên đình đó, thiên đàng đó, hoa không à. Cái hoa, cái cỏ dại nhất đó, cũng là cái hoa mà hiếm quý của mình. Cho nên ngày nào cũng là ngày xuân. Đó là nguyên nhân mấy vị giải thích sư phụ. Chứ không phải như chúng ta muốn chọn một ngày cuối năm để mà quên đi 364 ngày sầu khổ. Ở trển không có sầu khổ, cho nên mỗi một ngày là mấy vị cứ đi bay là vòng tìm cái hoa nào bữa nay nở là mấy vị vui. Và đồng thời cỡ khoảng giống như hàng tháng, hàng tuần, trển không có thời gian, nhưng mà một cái between time, một cái khoảng thời gian ngắn đó, thì những chư Phật ở đây trong kinh, nhiều lúc những cái tên gì Phật không có nữa,
những tên Bồ Tát đáng mình cũng không biết nữa, nhiều nhiều lắm, vô số. Thì những vị đó đến thăm một cái tầng trời đó, một tầng trời đó trong tiểu bang Kali, rồi nó có biết bao nhiêu quận hẹp, biết bao nhiêu thành phố. Thì những vị Bồ Tát, những vị Phật đến đó chung vui với cái tiên chúng ở đó thì cũng là một cái ngày lễ vui của họ. Thì ở trên trời có những cái thú vui đó, nhưng mà cái ngày mà trọng đại mà tất cả các tầng trời, tất cả các vua trời, Phật và Bồ Tát về để mà chúc mừng cha mẹ là khoảng thời gian theo cái địa cầu chúng ta là khoảng tháng 5 và tháng 6. Còn chúng ta là bốn mùa, là vì ngày xưa đó là khi mình trồng lúa, mùa xuân là mùa rảnh nữa thì mình chọn ngày này. Chung quy lại, tất cả các hành tinh, 3.000 hành tinh ngoài kia, cha mẹ cũng thương hết, tại vì cũng là chúng sanh. Chúng ta đã từng ở những hành tinh đó, hôm nay chúng ta ở hành tinh này, mang các người khổ hơn, cái da chúng ta mỏng hơn, da hàng lần nó dày hơn, da mấy gì ớp ô, mắt của nó bự, không mắt kiến cận như sư phụ, đúng không? Cho nên nó sướng hơn mình. Cho nên cha thương chúng ta giống như một baby vậy đó. Hơn mà cũng giận nữa là vì chúng ta rất là vô minh, quên tâm linh, quên cha, quên mẹ. Thì cho nên tôi hồi xuống đây để nhắc nhở lại là vậy. Đời sống ở trên trời y như đời sống của chúng mình ở đây, mà chúng mình rất là thô kệch, giấy trắng in ra cực đi trắng đen, còn trên kia là điểm màu rồi bấm truy đi rồi là vậy thôi. A Di Đà Phật. Rồi sư phụ chỉ trao lại cờ phone trả lại cho ban tổ chức. Tôi chỉ là nhắn lời mấy lời Phật mẫu truyền đạt. Có nghĩa là Ngọc xin chào, và khi nào mà break time á thì muốn mình lên để mấy thì mình lên. Rồi ok ba. Nãy sư phụ nhận rồi, ra đây á thân on, con đứng ở đó không thân on nữa thì bước ra đây nè mới mở microphone lên. Như là cứ quên hoài. Cái này giả bực bội lắm á. Hello. Quý vị thấy đệ tử tên gì con quên? Thiên Vi khắc bằng tay nè. Không thấy không? Bằng gỗ mà gỗ này gỗ quý. Cái này mới thuộc là đáng thân phục. Khắc bằng tay tức là tâm thành. Con biết không? Thuộc đốt tất cả. Đốt tất cả các những nhà họa sĩ vẽ giỏi trên thế giới. Lấy cái bức tranh này nè, mà vẽ mà giống thật á. Sư phụ phục á, sư phụ có bức tranh thiệt mà bằng bút chì của một người không từng biết vẽ mà nhắm mắt mà vạ ra được cái chân dung của mẹ. Tại thời đó, lúc xa xưa đó, mẹ cứ, sư phụ có nhớ mẹ không à? Cứ ngồi chiếc cái bức hình mà bên tạo để Google á, rồi cái bà hộp mẫu của người Tàu mặc đồ này nọ. Mẹ không phải như vậy. Cái sư phụ mới khám thôi, mẹ cho con chân dung thật sự của mẹ đi. Mà sư phụ sinh như vậy gần cả năm á, cái mẹ với cha mới quyết định cho. Thì lúc đó cha với mẹ đó mới điển vô tay của một người. Bữa nay chỉ không có tới đây. Nhưng mà chồng có hả? Dạ, tức là cái bút chì hiện giờ sư phụ đang giữ nhà. Thì từ cái bút chì sư phụ chụp ra, sư phụ đi hết từ Raymore cho tới Valley Fair, cho tới vòng vòng những họa sĩ mới vẽ trong đó, vẽ hoài không giống. Rồi cái mỗi lần mà vẽ cái hình ra không giống gì ha, cái sư phụ để lên cái mẹ về mẹ cười, mẹ nói cái này không giống. Người nào mà có duyên á, mẹ mới cho vẽ giống. Cho nên tới ngày hôm nay cả cái bức hình này á, cũng không có giống 100% với bức hình của nhà sư phụ nữa. Cho nên cái bức hình này là cái người mà khắc được cái này á, nếu mà con coi kỹ cũng thật sự chưa có giống lắm. Còn trên thế giới này tất cả những quốc gia như Ai Cập, Do Thái hay là Châu Phi, người ta đều có là nữ thần của họ, cũng là mẹ. Nhưng mà mẹ mình thật sự trên trời là chân dung này.
Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, nhưng mà người Việt Nam mình có đại phước vì sư phụ là con với cha mẹ, nên mình mới có một cái bước chân dung đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Thì từ đó tới ngày hôm nay, giống như hồi sáng, giống như mỗi lần mỗi tuần á, sư phụ dẫn em cha dẫn ông mẹ đó, thì nguyên y lúc 100%. Cái bức tranh này á, thì giống cũng như là 98 99, chỉ khác có một cái á, là những ngày lễ Tết hay là mùng 8, 18, 28 thì mẹ mặc áo lông bào vàng, với mà mão vua mà có cái trước mặt. Còn những ngày khác mà ví dụ có chuyện gì đột xuất mà thỉnh mẹ đó, thì mẹ có mặc áo xanh, áo đỏ, áo vàng đủ hết á. Tại vì chiếc nhẫn của mẹ đó, mẹ chỉ cần xoay một vòng thì mẹ đổi cái màu áo khác, đổi kiểu khác. Người cái áo đó không phải như của mình giải thì nhìn xuyên đó, cái áo của trời Phật mặc nhìn vô nó chiếu chiếu, nó giống như đi vào một cái cô giống như cột sòn vậy, nó chiếu đủ mà đại khái. Trung quy lại rất là cảm phục này, của con là lên đây lắm. Cho nên nhà kêu nó khác tiếp tục nữa đi, làm nhiều đi, có nhiều sư phụ thỉnh hết, muốn nhiều thù thưởng cho nhiều. Cái này rất bằng tay ấy, không phải dễ đâu, nhưng mà cái này được 95% giống. Con nhìn kỹ đi, là cũng có tâm thành lắm á. Xin tiếp tục chương trình, nếu không có mình nhựa nữa hả? Còn 15 phút nữa hả? Ok, 15 phút độ nói chuyện 15 phút trời. Rồi, cái hồ cũng buồn. Ê, thường mới than, tại sao con xuống trần bị mấy ếch nhái, rắn rứt, chuột nó ăn hiếp hoài. Cả cái tóc con hết sức, và mấy đứa đệ tử ở thiên gần hết nỗ lực làm sân khấu, mặc áo dài rồi đẹp ở trên Thiên Long Thổ, Thiên Long Sơn thì bị tụi nó cấm vận rồi, phải không? Thiên Long Thổ giờ chót nó cũng kiếm chuyện với con vậy. Mấy vị nói mấy đứa ở vùng này nè, mấy con biết buổi chiều đó mình rất bình thường đúng không? Không có lạnh nữa, mình còn ngồi nói chuyện, còn nói chuyện một cái clip mấy đứa quay á, thân khấu bình thường. Vừa tối lại bão, mà thời tiết đâu có báo trước là bão. Mấy con coi lại đi, cái bão là bão của thiên ma đó con. Nó quýnh sập cái ngọc ấn của sư phụ gãy xuống á, là cái cây nêu á, thằng em đi với anh bắt dựng lên, nó quýnh ngã luôn á. Chính trước đó là mấy vị nói là không có chuyện gì xảy ra, tức là mấy vị mà hộ pháp á. Nhưng mà thiên ma nó cao lắm, nó không có ưa mình vui là nó quýnh ghẻ cái đó. Thì chiều bữa sau thì ngay ngày kia đó, là mình có cái lá thơ của Khao Đi, nó cấm mình làm Tết ở đó. Bắt đầu nói xóa. Cho nên giữa chánh và tà vẫn còn đang nghiêng nữa. Thì đó là duyên, mấy vị nói thì coi tùy duyên đi. Nhưng mà mấy vị khuyên sư phụ á, phải nhẫn tâm, đừng có buồn. Tại vì lúc sư phụ nhập thất 6 ngày, tổ sư Bồ Đề về cũng ngồi, mấy vị về thăm hỏi, rồi mấy vị an ủi, rồi mấy vị chúc mừng chia vui đủ hết. Rồi 23 người anh em của sư phụ cũng xuống chơi sư phụ. Rồi tổ hiện về trước mặt sư phụ, tổ nói này, sư phụ nói nhiều rồi nhưng mà có những người lạ đó, sư phụ nói lại nha. Tổ nói là con giống như ta hồi xưa, lúc mà đem đạo Phật truyền qua cho Á Châu, cho Việt Nam, cho Tạo, thì ta đã củ niên diễn bích, nghĩa là tổ phải ngồi thiền 9 năm để mà chờ thời cơ. Con hôm nay con vô đây nhận thất cũng giống như ta. Gán đi con, đừng có nóng nảy. Trời đánh sư phụ, mấy vị không biết sư phụ đâu có nóng đâu.
Mà mấy vị lúc nào về cũng nói con phải nhẫn nại, phải không? Cơ trời mình không có muốn sớm là được, nó phải đúng lúc. Thì lúc đó cái hộ cũng không có nói gì, cái hộ mới hỏi lại tổ: vậy chứ chừng nào mới tới lúc gì sư phụ? Tại sư phụ kêu tổ Bồ Đề Thật Ma là sư phụ. Cái đó hỏi cha con á, không có dám nói, cứ hỏi cha mình. Cái hộ lơ qua chuyện đó, cái hộ hỏi chứ là hồi mấy năm trước tổ cho con nói với đại chúng là chữ khổ để cho mọi người bớt khổ. Nói nhưng mà có một số người họ không có chấp nhận cái khổ của thế gian, cho nên họ cũng vẫn không bao giờ hết khổ. Khi nào họ chấp nhận cái thế gian này khổ đi thì tự nhiên hết khổ. Tức là mình có nguồn vui nho nhỏ cũng là vui, còn có nguồn vui mà trúng số 1 tỷ đô cũng là nguồn vui lớn. Nó mà vui lên thì rất mừng quá, đứt tim chết không chừng nữa. Cho nên là người vui nho nhỏ này. Thì đại khái tổ nói vậy đó, kêu mình phải chấp nhận khổ của thế gian và học cái khổ của thế gian, thì chữ khổ đó mới có màu nhiệm. Đó là ý vậy. Cái sư phụ mới hỏi tổ có gì mới không dạy nữa. Thì tổ nói kêu họ học. Thì sau cái hòa thượng tới công cũng ghé thăm, và hưởng tới con muốn dạy đi bộ. Rồi sau đó mấy vị bạc tiên á cũng ghé thăm, rồi mấy vị cũng nói sau này họ thiên chúng ta sẽ có những cái truyền kỳ còn hơn là bạc tiên của thời xưa nữa. Tại giờ bạc tiên là phim ảnh tùm lum, không sách báo khắp quốc gia, khắp thế giới, Mỹ và bây giờ còn biết nữa. Con bây giờ con làm nhiều chuyện hơn ta hồi xưa, thì sau này nhân loại có những cái chuyện truyền kỳ còn nhiều hơn của ta nữa. Tức là mấy bác tiên nói chuyện như hù vậy đó. Ở cái thời này, những người nào mà có duyên gặp cái hộ đều sẽ vào sử sách của nhân loại hết. Nhưng đứa nào phải làm gì thì nghe hộ đã dạy rồi, muốn tạo công đức á, cái người dở nhất, đứa đệ tử họ Thiên á, 70-80 tuổi cũng lập được cái trang Facebook rồi share mấy cái bài thôi, chứ đâu cần làm gì. Tại vì họ Thiên chúng ta là họ có thời tận thế, họ để đi về với cha mẹ. Mình biết cha mẹ là rất là hiện hữu, rất là lo chúng ta. Kêu sư phụ ở đây để mà lùa một đám em đi về trời. Thì những đứa đã biết cái đó thì phải truyền đạt ra cho nhiều người, để chúng ta cùng về chung, để chúng ta không có phải trở xuống. Bây giờ mấy đứa con bảo đảm mấy quân sẽ về trời nè, Ngọc Anh sẽ về trời. Rồi nhìn xuống thấy một đám mấy đứa em họ Thiên còn lôi nó lỗ ngổn, có an lòng, có đi vui mà đi ngắm hoa sinh ở trên trời không? Mỗi lần mình vui cái nhìn xuống thế gian đó, thấy mấy đứa em mình lẫm ngẫm cũng thấy một cái gì vơi vơi không? Cũng phải chạy xuống. Thì muốn không bị như vậy thì hôm nay tất cả họ Thiên phải truyền bá, phải độ, tức là những gì mình biết thì mình nói cho người khác biết, để cho cờ gục con chiên rồi đó họ tỉnh ngộ, để cho năm loại mà khó độ á họ thức tỉnh. Ở cái thời nay á, mấy vị rất là nhức đầu là gì? Chúng ta lo chạy theo cái đồng hồ, lo chạy theo tiền tài danh vọng, tham sân si vật chất, chạy theo đời, chạy theo con, sáng thì đưa con, chiều rước con, lăn xăng đi chợ về nấu cơm cứ thế. Đến khi chúng ta wrinkle già, rồi chúng ta lãnh một cái giấy của bác sĩ thử máu ra đó, rồi chúng ta u sầu, rồi chúng ta ngồi chờ đếm đồng hồ khao đao để mình chết. 70% là sống là như vậy. Họ không bao giờ họ hiểu được. Chúng ta có hai thân. Cái thân phàm là như vậy, nhưng mà cái thân thật sự chỉ mượn cái thân phàm để học cái khôn, để mà tiến bộ. Đó là cái chân thành của chúng ta, cái tâm linh của chúng ta. Nó sẽ bất tử và nó sẽ nhớ tất cả. Hôm nay ai đến đây thì những hình ảnh này nó sẽ ghi vào trong cái lại gia thức, và nó mang theo trên lúc mà mình cận tử nghiệp, tức là mình chết đó. Những cái hình ảnh vui này
ai cầm cuốn kinh Thiên Tâm đọc đều được về trời hết. Là vì trong đó lúc nào mình còn trong kinh Địa Mẫu có nói, trong Lăng Nghiêm hay trong Thập Chú đều có nói. Còn ai mà không biết đọc kinh rất là khó về, tại vì cái tiếng Di Đà Phật rồi là lại sám hối cha, lại sám hối mẹ đại khái trong kinh mình á, lúc đó nó đã in sâu vào cái lại ý thức hàng ngày rồi. Thì lúc đó mình quên đi mình có bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu nhà băng, bao nhiêu tiền, mình chỉ nhớ duy nhất đó là chỉ có trời với Phật nó cứu mình thôi. Các ông bác sĩ ông chỉ làm cho qua lo thôi, đúng không? Bây giờ con có bệnh gì, bác sĩ nó hồ I'm sorry, thường nghĩ nó một câu đó, nhẹ nhàng lắm, tại nó đi học trong trường dạy nó. Nó nói cái câu sorry là mình biết mình bị cái gì rồi đó. You okay, I'm sorry. Là mình biết mình sắp chết rồi đó con. Chứ mấy bác sĩ đâu có nói you want to die. Đó, chưa quyết. Nó không bao giờ nói vậy á. Oh, you okay, but I'm sorry, I try my best. Thì con phải biết mình phải làm sao. Lúc đó chỉ có những cái lời kinh mà mấy con đọc hàng ngày đó cứu mạng mấy con thôi. Đó là nguồn an ủi tinh thần giờ chót mà nó là thật. Vì khi mình không còn sợ chết trong giới 11 của Thiên Tâm là mình sẽ không bao giờ chết. Có nghĩa là gì? Cái linh hồn không bao giờ chết. Còn khi mà người thường không có biết cái giới luật số 11 của Thiên Tâm số 10 ấy, là vẫn sợ chết. Nhất là sân dứt sân sao đại gia giàu có kiến cận cà gù cà gật con chim rất là sợ chết lúc đó. Họ khi chúng ta sẽ không bao giờ biết sợ chết. Nhớ lời sư phụ. Và thêm một chuyện nữa, bonus thôi, cái này là bonus. Huống hồ đã giao duyên với sư phụ rồi, sư phụ dễ tay chán rồi, cứ kêu tên sư phụ. Hoặc lâu lâu về Thiên Long Sơn thì cũng đã giao duyên rồi, giống như má Trinh này, má Thảo này, đã từng là đệ tử sư phụ. Thì khi chết cái hồn sư phụ cũng kêu về, cũng vẫn gọi sư phụ là sư phụ. Rồi sư phụ còn đưa đi nữa, chết không có hết, chết vẫn còn nói chuyện được với sư phụ á. Những người lớn tuổi đây nè, giống như Bắc Ngư vậy đó, để mà mốt mấy ổng mà đi thù kiếm ổng về nói chuyện mấy con. Không, nó đối với cái hồ á, cõi người hay là cõi vô vi á, rất là bình thường. Còn biết người đời nghĩ làm sao á, là chuyện hồ khó hiểu quá, chả gì khó hiểu á. Mình ngủ, mình nằm mơ, nằm mộng, tức là mình biết mình có linh hồn. Chẳng qua là mình thô kệch quá, mình không có chi cứu, mình không có học hỏi, mình không có tìm hiểu thêm. Có ngày mình cứ đi tìm hiểu tại sao ông đó nói chuyện tôi câu đó, tôi phải tìm cách chơi xấu lại ổng. Tại sao thằng đó nó làm được chuyện này tôi không làm được. Tôi cứ ngày mình theo đời không à, học nghề, học kiếm tiền cho cái nhà văn mình tăng số lên không. Không bao giờ chịu khó đi học những cái suốt thế gian. Khi mà học suốt thế gian rồi á thì lúc đó mới biết đá biết vàng, mới biết lời của thượng nói là thật. Nhưng mà nó còn tính theo cái tuổi nha. Cái tuổi còn trẻ trẻ như Yến rồi nè, Hô Trang rồi đó, là còn có sức đi lên núi, lên cái điện mẹ. Đâu có như vào hang đâu, mình chạy xe tới library rồi, mình lên có 100 thước, 100 bước, 108. Nhưng mà nhiều lúc á, lớn tuổi cái này á, chưa chắc đi, hỏi mấy đệ tử lớn tuổi đi. Một năm lên Thiên Long Sơn lên điện mẹ được mấy lần, mà có đi cũng lớp từ nhắc nhắc như này. Làm sao mà ngồi thiền được nửa tiếng, ngồi thiền 15 phút nửa tiếng là chỉ cho nó mát mát thôi. Ngồi như kiểu sư phụ kìa 3 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng rồi nó mới vô định. Thì lúc đó mình mới thấy được nó chi gì. Nhưng mà coi chừng nghe, tại vì sư phụ là có mấy gì hộ pháp, cho nên mấy thằng ma nó không có dám giỡn. Còn mấy con là phải bắt ấm nè. Tại vì mẹ kêu mấy chị vị sư phụ vô nhập định đó, là để cho tất cả những vị trên trời xuống thăm. Thì cái nhà mà trên núi đó, là đã được siêu rồi. Siêu là những lúc đó là giống như Thiên Long Bát Bộ, mấy vị tứ đại thiên vương, mấy ông rồng
cứ bao phủ cái nhà đó. Nên nó có dặn mấy đứa đệ tử đó, tự cầu thang đi ra ngoài kia với xuống thì ok, còn ở trước cửa cái bộ ngựa đá vòng vòng là chư thiên đầy hết, đừng có vô lộn xộn cái người của mình bị trượt bị hôi á, đụng với mấy gì. Thì mấy con cũng nên tập ngồi thiền á, nhưng mà phải ngồi thiền có bằng ngay bằng thờ nha, đừng có ngồi bậy. Em đi câu hỏi gì vui chia sẻ gì cứ nói. Nói chuyện chút. Rồi vô ngồi đây nói chuyện mấy con, có hỏi gì cứ gì hỏi. Còn Thụ nói thì đã nói 5 năm nay rồi. Còn mấy cái chuyện mà cập nhật update thì mấy con thường gọi là tin tức từ thiên đình đó. Nó hay hơn tin tức của CNN hay là Trần Nhật Phong hay Trung Quốc Quy đồ đúng không? Thì nước Việt Nam sắp sửa sẽ có chết đói và chiến tranh. Đó là cái kế tiếp thì đang xảy ra và sẽ có một cái lãnh đạo mới hay bắt cầm. Đó là tin tức. Rồi sau đó chúng ta cứ ngồi chờ giống như tổ là cũ niên diện bích, cũng giống như phụ bây giờ phải nhập thất. Nhập thất để mà lại, tại mỗi ngày phụ lại nhiều lắm. Phụ lại 500 cả nghìn lại, lại xin cho cái quả địa cầu. Tụi đây Putin ủn hay là Biden hay là đám Hamas hay là Iran, tụi mày có điên chỗ nào nữa, tụi mày cũng vẫn là con của ông trời. Tụi mày đừng có bấm cái hạt nha, cái hạt nó nổ một cái là mình hết sung luôn á. Lúc đó chúng ta ở bên này cũng bị ghẻ ngứa lây á, hay nó nổ bên kia mình cũng bị ghẻ ngứa lây bên này á. Rồi chúng ta cũng sẽ khổ chung. Khi 8 tỷ nhân loại ở cùng một nơi, hưởng một cái không khí, một bầu trời, cùng một cái mạch nước, trên thế giới này có 5-6 cái biển, tất cả sông ngòi, nhưng mà thật sự nó chỉ có một thôi nha. Nước ở chỗ nào cũng dồn, nó đi thông nhau hết đúng không? Trong lòng đất cũng thông ra biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương đều là chung nhau hết. Cho nên nó có nóng giận thì chuyện của nó, nhưng mà tại sao những người vô tội phải chết lây? Cái đó sư phụ có thích dùng cái chữ không thích, rất là đơn giản, nhưng mà nó không phải đơn giản để mà giải cái bài toán này. Trừ khi có một người có đủ đức hạnh và đại diện cho 8 tỷ người phải quỳ lên ngọt xuống liên tục để mà cảm động hội đồng chư Phật, để cảm động cha. Tại vì mấy vị á, là chúng ta khấn thì mấy vị mới làm, là vì nghiệp quả của nhân loại, nhân loại phải chịu. Hôm nay cái vụ đầu thai xuống cũng là một trong 8 tỷ nhân loại, thì chỉ một người đúng, phải đúng người đó. Còn ngoài ra không đúng người đó, dầu cho có cả triệu những vị hòa thượng đắc chứng quả cao cũng không, cũng rất là khó. Giống như là quay điện thoại mà quay không trúng số vậy, phải đúng 10 số. Vô ngày cái bàn của ông tổng thống mới bắt. Thì cho nên những ngày cuối năm để qua năm con rồng á, là đến năm rồng rắn nó đào chỉnh ghê. Thì đó là lý do tại sao chúng ta sắp sửa có máu đào chỉnh ghê. Thù nói nhưng mà cái chương trình nhân nghệ mấy con ơi, get ready nha. Chứ đừng có ỷ lại cho hộ vợ hồi cái không có đủ thời gian. Vì có những người người ta ngồi đây từ sáng đến chiều cũng mỏi lưng đau lưng, người ta cũng mong gặp sư phụ thì phụ cũng ngồi đây để trình thăm hỏi lại gì đó. Rồi ai có thắc mắc hay có gì thì cứ việc phát biểu mình trao đổi.
nãy giờ bắt đầu nó vờn hồn trở lại người thế gian. Chứ là sáng vô cậu nhức đầu quá. Nãy nó yên tĩnh 6-7 ngày giờ bắt đầu nhiễm nhiễm lại ồn ào màu sắc gọi là nhiễm trần lại. Làm thử ngày để mà hiểu. Không có liên lạc với ai hết. Mà rồi ngồi thiền từ sáng tới chiều đó, nó còn làm thử đi. Ngồi nó nói mà cái lưng nó ê cái tự nhiên nó tê quá cái hãy quên tê luôn. Chân cũng vậy, ngồi thiền lâu á nó tê chân cái ngồi cũng quên tê. Thì lúc đó mới là đúng. Tại khi vô định á, nó không biết đau, không biết gì hết. Anyone have any question, please ask. Mấy còn có wonder, thắc mắc cái gì, cái việc nói chuyện, cái việc hỏi, tự do. Lấy cái microphone đây đến nè. Người ban văn nghệ ăn cơm để ăn sao? Alo. Cái này quốc nè. Sao mấy con không hỏi câu nghe cái đài của sư phụ xong. Con nghe qua mấy cái đài trên truyền thông thấy sao một trời dịch lạ quá, đúng không? Giờ con nghĩ mấy con ếch ở dưới đáy giếng nó đâu có ra khỏi miệng giếng đâu. Chúng ta là phải lỡ, chúng ta là chữ thiên. Còn mấy truyền thông đó là trong mắt phụ chẳng là con ếch thôi. Bữa nào nhảy tới đâu rồi biết tới đó. Bây giờ con nghe thử là thầy mấy cái tin tức Việt Nam OFI này nọ. Cái nó tới nơi lôi hù qua hù lại máy bay xâm phạm đường hàng không hàng hải. Whatever. Nó cũng xào tới xào lui. Lâu lâu có một sự việc lớn xảy ra giống như Do Thái tấn công Hamas thì hù cũng đã nói trước. Chiến tranh xảy ra từ Trung Đông thì những cái điểm chính thì thù đã nói trước hết rồi. Còn cái chuyện mà khúc giữa những cái chi tiết, những cái đề theo, chuyện lặt vặt qua lại đó, con coi biết cái đài đó con cũng bị điên á. Nghe cái đài cho phụ tóm tắt là cho chắc ăn nhất. Đợi khi nào nó như vậy rồi là như vậy. Đó là cái cuồng phim mà trên trời á, là của cái ngày hôm nay á, là đã làm xong, xong lâu lắm, cái nghìn năm. Thì mình phải cho thời gian để nó chiếu ra. Chứ mình muốn sớm cũng không được. Nhưng mà có nhiều người khổ quá, người ta không có chấp nhận cái sự lâu. Nhất là tuổi trẻ bên Việt Nam, tụi nó nóng tánh như là chương phi vậy. Nó đào tạo bởi bởi Đàm Vĩnh Hưng hay là showbiz rồi quá không? Cái gì cũng hăng nắng, ào 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 vậy đó. Cho nên tụi nó chờ không có nổi. Nó nói sao ông nói chuyện gì đó mà lâu quá. Từ ngày nếu mà nói cơ trời mà 5 năm mà hộ lên mạng nói tới 280 cái clip. Mỗi clip tệ nhất cũng trên tiếng rưỡi. Mà biết bao nhiêu information, biết bao nhiêu tin tức quan trọng ở trên đó. Gom lại có thể là bằng một cái thư viện đó. Mà có cái nào sai đâu. Hôm nay, ngày xưa nghe rồi, bữa nay không nghe cái quên. Đó là nhân sanh là vậy, mau quên là như vậy. Ở đây cũng vậy. Có những cái chùa ở đây, mấy ông thầy cứ gạt tới gạt lui. Ô, làm tượng Phật ở chùa thầy đi, đóng 2000 để tên mẹ con sẽ giảng sanh. Ở đây có mấy chùa trên núi ở gần đây nè. Rồi cái bị gạt rồi, cái không làm, cái bị mất tiền, cái chừng 3 năm sau, cái ổng đi xuống, ổng vận động ra quỷ, cũng cúng dường ổng nữa, cũng quên là chùa đó. Ổng cứ xào tới xào lui là bởi vì cái trí tuệ chúng ta không có nhớ dai. Và chúng ta cứ bận rộn, chạy theo cái này cái kia, rồi quên đi. Cho nên những người xấu, họ biết được cái nhược điểm của thích cà gù cà gạch ở chỗ đó. Họ thiên không có cơ gù gặp, vì họ thiên đứa nào cũng phải cầm cuốn kinh của cha mẹ
để lại cho chúng ta mỗi ngày đọc, trong đó có lăng nghiêm. Những vị thầy thời nay á, con không tin vô chùa đi, mấy thầy phạm rất là nhiều giới, cho nên mấy thầy không có dám đọc lăng nghiêm. Cho nên đứa nào mà đọc lăng nghiêm á là còn hơn những bậc thầy mặc áo vàng trong chùa thời nay. Thưa phụ nói thiệt, mấy ông kính quầy đi, thưa phụ nghe, thuộc từng sống trong chùa thù biết, nó không có dám đọc đâu. Tại vì lăng nghiêm có mấy ông thần lăng nghiêm mầu nhiệm đó, mấy ông đã làm sai nên ông đâu dám đọc. Còn lăng nghiêm chúng ta đọc mỗi ngày là lý do một ngày á, mình đâu có biết mình đi gốc cây này hay là một cái công viên nọ, hay là mình đi thăm nhà người bạn, mình biết đâu nhà người bạn đó có vong linh ở trong nhà đó, họ cũng bám vô cái bóp mình, hay là bám vô tóc mình, bám vô cái túi áo của mình, về nhà của mình làm cho mình cũng sặc sừ. Sặc sừ nghĩa là giống như bệnh rồi yếu yếu, rồi lừ đừ giải đãi, rồi buồn buồn chán chán nản nản làm gì không ra chuyện gì hết. Nó là chúng nó gọi là trượt, là một cái làn khói đen. Thì chỉ có lăng nghiêm nó sẽ clear mấy cái đó. Lăng nghiêm là một bác sĩ siêu hình, một bác sĩ mà emergency nhà thương á, mà mình bò mình vô cấp cứu á, thì mấy ổng thấy con chảy máu chỗ nào thì mấy ổng băng bó ngay đó, mai là chỗ đó. Còn lăng nghiêm là nó tới 300-400 bác sĩ, mà bác sĩ này bác sĩ siêu nhiên không à. Cho nên bệnh gì trong người cũng sẽ hết. Người nào đứa nào đọc lăng nghiêm ra đường không ai gạt được đứa đó, không ai nói láo được những người trì lăng nghiêm. Hồi sáng tại sao sư phụ đọc lăng nghiêm là gì? Vong linh ở ngoài đó nhiều. Trước khi tới đây em bắt với ông hộ pháp là ông cầm kiếm á, hộ pháp coi chỗ này mấy ổng đã siêu lại cái khu vực này từ của mấy cái hình của cái cây này lại, để cho mấy vong linh á không có bước chỗ đây interfere, tức là mình đi đụng họ hoặc họ đụng mình. Ngoài vong linh mình còn có những tiên trời xuống đi vòng vòng bên đây thì ok, chung vui rồi tới coi mấy đứa này trình diễn văn nghệ cũng có. Đó là lý do tại sao mà nãy hữu nói cái vụ dân hoa đó là có mà. Cho nên mình hiện bây giờ mình có ba thế giới đang song song chung vui chúng ta. Đó là một thế giới, đó là bạn bè anh em của mình những bạn đạo của sư phụ lên cái bàn thờ cẩm, còn thấy hình cẩm đầy nhìn bạn sư phụ không. Hồi xưa từng đọc kinh lên chùa này sư phụ, bây giờ nhìn nó ủa thầy vô nó lên đây hết trơn. Lâu lâu sư phụ vô chùa này, cái chùa này tu lập 2007 trời ủa sao bác quá mùa của sao bác lên đây ngồi. Lâu lâu sư phụ ra điểm danh nó không cậu lên đó hết. Cho nên bạn đạo không có ông phó chủ trì nữa, thầy Linh Nhẫn đây nè, xưa ông cai quản chùa này. Cho nên mấy đứa mà vô đây ở Thiên Long Thổ mà ông chỗ ngủ đây nói là ổng giỡn. Trời bảy là bạn mấy người đó hết, bảy đầu của năm tới bảy à. Sáng giờ thấy bảy không? Dạ có. Rồi siêu là tôi nói siêu là chủ trì chùa này, nhưng mà tôi siêu giờ cũng đi rồi. Cho nên họ thiên chúng ta cũng vậy, mai á là họ thiên mấy con còn trẻ, cho nên chưa có. Với lại núi Thiên Long Sơn á là không có giống như thờ quá, nhưng mà sau này sư phụ sẽ hỏi mấy vị mình có thể xây một cái nhà chỉ riêng cho họ thiên á, thì đưa hài cốt về núi Thiên Long Sơn có được không, thì hồi chưa có hỏi đó. Nhưng mà maybe not, tại vì đã là họ thiên chỉ có một đường đi thôi, cốt hay là hình ảnh nó không có giống như thích đủ thứ. Thích đủ thứ tu đâu được về với Phật A Di Đà, mà còn trong lúc mà còn ở tại thế gian á thì cứ xỉa cha xói mẹ, ô thiên thấp hơn Phật đại khái, là cứ xỉa xói như vậy thì làm sao mà
ông Tứ Đại Thiên Dương ổng cho vào cổng trời được không? Con hiểu không? Thì mình đã phạm rồi là khó, ở mấy vị là tính kỹ, khi mình xuất ngôn cuồng ngôn rồi là mình đã mất duyên với cha rồi. Nhưng mà thật sự cha là lớn hơn là tất cả các cõi. Chúng ta là cao nhất, đâu phải tầng số 5, số 7 là hết đâu. Mình về trên đó, giống như nãy Hồ có giải thích, mấy vị Bồ Tát cũng dạy mình trên đó, rồi từ đó mình tu mình đi lên. Còn cái này muốn đi thẳng, bay direct về cõi A Di Đà, mà bay không tới thì đi lọt ở đâu? Lọt xuống địa ngục hay là làm thú? Chứ nhất định không có muốn làm tiên. Đó là cái nhòm sọ của cái thời mạt pháp. Con cháu ma quỷ mặc áo vàng, họ đã làm sai, cho nên những Phật tử hiểu một cách rất là sai lầm. Ở trên đó chỉ có một thôi, cha là lớn nhất. Phật A Di Đà cũng giống như một người tỷ tỷ phú đi, giống như Elon Musk hay là Bill Gates hay là Jeff Bezos. Ok, tôi có cái hòn đảo này, ai vô trong đó tôi nuôi hết, tôi giàu tôi có tiền, thì là một cái thế giới của ngài thôi. Nhưng mà ngài cũng vẫn bị cai quản bởi một cái tổng thống, đúng không? Một cái hòn đảo nào, một cái quốc gia nào cũng phải có cái system của nó, cũng có một cái tổng thống của họ. Cha là tổng thống trên của tất cả các tổng thống. Đó là lý do vậy. Các con cũng có thể làm một cõi riêng cũng được. Nhân Yến vợ đọc kinh giỏi, Yến có phát nguyện lớn với hết tất cả những nhân loại thời nay. Ồ, ai mà trì lăng nghiêm đọc kinh Thiên Tâm sẽ về cõi Thiên Phật Yến. Thì con về trển con đặt một cái cõi của con tên là Thiên Phật Yến. Thì dưới này tất cả 1000 năm sau người ta tin, người ta biết con là Phật rồi. Nam Mô Thiên Phật Yến, Nam Mô Thiên Phật Yến. Cũng giống như thời nay người ta là Nam Mô A Di Đà vậy đó. Con hiểu, cũng là một cái danh từ. Chú Phụ cũng có một cái cõi chạp, nhưng mà nó nhiều trên này người ta không bao giờ ta tưởng tượng thôi. Tất cả các con đều là tiên chúng. Một là tiên chúng của chú Phụ, hai là những tiền kiếp chú Phụ đầu thai xuống đây làm việc cho cha đó. Mình cũng là anh em hay là trong hoàng cung với nhau, là đại khái gì đó. Giống như Bác Thọ cũng là tướng chú Phụ, hôm nay ổng cũng còn hung hăng vậy đó. Giống như ông Chính rồi đó. Thì mình có duyên lớn lắm, mình mới ngồi chung với nhau ở đây, gặp nhau tại Thiên Long Sơn. Bất cứ ai cũng đều là một cõi riêng của mình hết, nếu mà mình có đầy đủ phước báo đức độ mình phát ra. Thì cũng như một nhà tỷ phú, nó giàu, nó có tiền, nó có thể nuôi, ví dụ ok tôi cho 10 triệu dân vô cho cái khu vực của tôi ở miễn phí, tôi nuôi hết, lo bảo hiểm, lo công ăn việc làm, lo gì hết. Thì ngày Phật A Di Đà cũng giống tương tự như vậy. Thôi chỉ giải thích thôi, nhưng mà ở kia thì nó cao siêu hơn. Nhưng mà về trên đó, để mà muốn xóa lại hết tất cả những cái xấu xa lại vô thức của mình đó, mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình tạo nghiệp, thì cái label mà thấp nhất đó là hạ phẩm hạ sanh. Ở cõi A Di Đà nó có 9 tầng lớp. Nhất phẩm, nhất sanh là mấy hòa thượng rồi. Nó có tiện chứ không phải không có. Khi mà con thấy cái đầu con á, mã mắm á, là về cõi A Di Đà. Khi mà thấy cái tay mã mắm á, là mình biết mình làm người vậy đó. Thấy cái bụng mã ấm á, là mình là ngạ quỷ vậy đó. Thấy cái bàn chân mã ấm á, là xuất sanh rồi đó, địa ngục rồi đó. Nó có thiệt á. Thì trên đó ở là muốn cho xót ai lại giải thích, mình phải làm lại một cái hạt gì, quá không, giống như hạt đậu phộng hay là hạt dưa giá vậy đó. Thì thôi giờ mình làm hạt sen, tại cái hạt mà nó là cái cây, nó không có còn trí não nữa, thì thôi vô cái hạt sen, làm hạt sen ở trên đó 1 tỷ năm đi. Sáng cái mở ra cái vô đó mấy vị Bồ Tát dạ và tấu vô làm lại cái hạt sen đó, đó. Tức là mọc từ bông sen á. Muốn như vậy thì cũng phải biết niệm Phật. Nhưng mà cái đó trồ nó dài lắm, nó cũng giống như
giống như một cái đường 1 tỷ năm, thay vì 100 năm đầu thai làm người, nửa sướng nửa khổ như hiện giờ, mà một so 1 tỷ năm trên trời, so 100 năm của mình dưới này là cơn gió hoảng. Bữa giờ sư phụ xuống trần là nửa cơn gió hoảng nha. Thầy muốn nửa cơn gió hoảng hay là 1 tỷ năm ở trên trời? 1 tỷ năm trên trời là bằng cả 10 tỷ năm của trái đất này luôn á, 100.000.000 tỷ năm trái đất. Thầy cũng cái bằng cấp nó cũng ra giống nhau, giống như cái bằng bachelor degree vậy đó. Thầy muốn nửa cơn gió hoảng hay là muốn 1 tỷ năm? Chọn đi. Mà bị nhốt phải cho thành cái hạt sen hàng tỷ năm. Cứ ở nội chú vậy, đúng rồi, giống như nội chú vậy đó. In out, sáng bông sen nở ra, cái mình đi ra mấy Bồ Tát dạy mình, tối vô đó. Nhưng mà được cái instrument là gì? Ok, ở nội chú không có được hút sách nha, không có nhảy đầm nha, không có karaoke nha, tức là ở trên trời cũng như mình, không có được tập thói hư tối xấu này nọ. Rồi cứ học thành thật vậy đó, là gọi là hạ phẩm hạ sanh, nó có thật. Nếu mà chọn con đường đó thì cũng tốt á, là tình biết là mình yếu bóng vía thì mình làm hạt sen. Còn nếu mình có bản lãnh thì hiện giờ nè, bây giờ phải đứng lên cầm cuốn kinh Thiên Tâm tự đốt đốt đi. Mình đã xuống đây hết một phần gió thoảng rồi, còn chút xíu gió thoảng nữa là mình đi về. Cái này là lẻ nhất luôn, cái này là bao nhiêu đẩy dặm hiện giờ luôn. Mà thiên chúng ta khác hơn là thích cờ gù cờ gập. Cờ gù gập đâu có dạy phải về lo cho chồng con, lo cho vợ, lo hạnh phúc. Vui thế gian cũng giống như vui cõi trời. Xuất thế gian, pháp thế gian không rời, xuất thế gian giống nhau. Bên cà gô gặp không có, đâu có đừng mà tao dài hay là tung tăng cả hết. Nó vô chùa là phải theo quy tắc phải không, gặp ai cũng xá xá gù gù đó, bậc tử bản mà con. Nhưng mà ra rồi là vẫn la hét sân si âm sùm. Chúng ta có không vậy, chúng ta có sao là thật vậy, sửa là sửa trước đại chúng. Thưa có lỗi, thưa xin lỗi tất cả mấy đứa trước mặt. Cô làm sai thì mong tất cả mọi đứa cứ nói thẳng, không sai được hơn nữa. Cô cũng là người mà, chúng ta làm sai mỗi ngày á, không ai mà không có lỗi mỗi ngày. Ngày hôm qua sư phụ bữa mà đang nhập thất mà nhận được cái thơ của thầy Trang, nó gửi là Khao Ly cấm mình không có cho làm hội chợ Tết á. Lúc đó đang ngồi thiền á, lâu lâu 3-4 tiếng thì cũng dò lại cái điện thoại coi có chuyện gì quan trọng không á, dò lại thấy cái đó tự nhiên ngồi 3-4 tiếng nghe, mất công phu 3-4 tiếng bị sốc lên. Ủa nói cái thằng Marin, nó thằng đó nó tên là Tyson Green, cái thằng mà hãm hại cái núi Thiên Long Sơn mình 10 mấy năm nay, cụ nó ghét cá nhân cái vụ cực kỳ lắm, cũng giống như bác Trọng ghét bác Dũng vậy đó, cũng như bác Hồ ghét bác Thiệu vậy đó. À thì thằng đó nó ghét cái bộ có y vậy á. Cái chỗ đó mày thằng Thái Sơn Rín, mày chết mày đừng có bây giờ gặp tao nha. Ô tự nhiên mình nói câu đó là cũng là còn sân si đó, làm cái họ cái từ từ cái bình tĩnh lại. Ôi chết cha, mình đang nhập thất, mình đang tu, mình còn giận người thế gian, nhưng mà mình đâu có nói gì sai đâu, mình chỉ nói riêng cái thằng này mày chết mày đừng có gặp tao thôi mà. Đừng có gặp nghĩa là gì? Thôi về trời, tức là mày đừng mãi mãi đừng có về trời á, mày xuống địa ngục đi, hiểu không? Thế là sao đó, dù cũng nói xin cho nó, đó là cũng là một cái lỗi, nhưng mà mình biết mình có lỗi liền, mình thay đổi liền thì cũng ok. Cũng giống như 4 người mà đệ tử của Phật Thích Ca vậy đó, bị say rượu đó. Con không có say đâu, thấy con. Ồ, có thằng kia còn giả bộ nó, tại con say chỗ nào con cũng cố gắng bình tĩnh được. Nhưng mà có một thằng đó, con xin lỗi Phật, con lỡ phạm giới, con uống rượu bữa nay. Phật vỗ đầu khen.
cái đệ tử này trong bốn người này sẽ thành Phật trước hơn cái thằng kia. Thằng kia phải lấy khăn đó mà lao nguyên cái núi Cẩm Thạch đó, mà khi mà núi Cẩm Thạch nó bằng đó, đó thành Phật. Tại vì nó cái nhã đó, có ai chấp nhận mình là vô minh đâu. Giờ con hỏi 1000 thằng chiến trận đi, có thằng nào mà nó không chửi cái vụ là ảo đâu, con có hiểu không? Có một Phật tử nào mà không nói cái vụ là mê tín đâu, mà họ không bao giờ họ nhìn lại họ là họ là người bất tín. Bất tín tức là bất là không, tín là lòng tin. Họ không có lòng tin với Thượng Đế thì là họ sai. Còn mình mê là thương, là thích, là cái đó là thiệt, là mê. Tính là lòng tin. Mình mê cha, mê mẹ, mình mê thiên đàng, mình mê cõi trời thì nó chửi mình là mê tính là đúng, nhưng mà ngược lại nó là bất tính. Nên nhớ, chúng sanh nó là như vậy. Khi mà cái ngã họ lên đó, là trong cái tâm của họ là 1 triệu luật sư đứng là nó cãi đủ đó, cãi lý, cãi này, cãi đủ kiểu, kiểu nào cãi cũng trúng đó. Tự mình làm luật sư cho mình mà không trúng, không có tự do. Mà càng học khôn chừng nào, đọc nhiều sách chừng nào á, là càng lý luận chừng đó. Cho đến khi có một ngày đẹp trời hay là tối trời không biết nha, vô bác sĩ về bắt đầu bỏ ăn cơm tối, vợ hỏi cái gì cũng không thèm trả lời, buồn rầu chắp tay sao đích đi tới đi lui nhớ không, bà ơi tôi bị ung thư rồi. Lúc đó là cái đầu nó ngã xuống một chút phải không? Thì thí dụ như họ thiên chúng ta mà có thằng chồng mà nó lúc đó đó là bắt đầu đưa liều thuốc nhiễm màu vô liền thiên tắm đây, thì bà mai á mấy con còn không bị chửi. Chứ còn mấy con đưa trước khi mà thằng chồng mà đi bác sĩ bữa đó vẫn bị chửi. Bởi vì Phật nó có nói chúng sanh khi nào bệnh với sắp chết á là mới đi kiếm Phật không. Phật nó cũng được, ta là bác y dương mà, bệnh gì đã trị cũng hết, chỉ có cái bệnh lì lợm cứng đầu đã trị không được thôi. Sư phụ cũng vậy, những đứa đệ tử mà còn có ngã cao sư phụ không có dạy được. Sư phụ biết đứa nào còn ngã cao, đứa nào không ngã cao, đứa nào không cầm cuốn kinh á thì cũng ok, nhưng mà phải là ngồi thiền hoặc là tu tại nhà thì cũng được, đâu phải là bắt buộc những đứa phải lên núi đọc kinh là cái bụng mới hiểu đâu. Phụ nhìn cái hầu quan mấy con cũng biết mà, cái tâm thành với cha mẹ, có lòng tin với cha mẹ không đó là quan trọng. Còn những người Phật tử mà ở xa, ở mấy người lạ rồi đổ đường cả ngày trời, bỏ 2-3 chuyến bay bay qua, đóng cửa tiệm neo mỗi ngày mất 5.000 qua đây. Anh Kiệt, tôi ở xa, tôi qua đây tôi thăm anh. Chạy tới chụp với bóc chư phụ, cái sư phụ né đó, bắt đầu giận lên. Thì con nghĩ chúng sanh này sư phụ có độ cũng khó độ lắm, tại vì sư phụ né bắt đầu giận phải không. Cứ nghĩ là qua đây sư phụ phải niềm nở phải tiếp đón, chuyện đó không có. Thiên tử chúng trần đưa cuốn kinh chỉ về trời, chứ không phải thiên tử xuống đây đi tiếp mấy chục triệu người. Con nghĩ mấy chục triệu người, người nào cũng làm như vậy, sư phụ có giờ để thở con. Làm sao mà dìu dắt, làm sao mà có một cái buổi lễ mà nó ngang ngắt được. Cho nên sáng phụ vào trước để cho cổ sư phụ đừng có bị mỏi bữa nay, để sư phụ lại cha lại mẹ đi. Đừng có đứa nào chào, tại chào thì cũng phải chào lại đúng không. Cũng may á, con đứa nghe được, con đứa những đứa còn nghe được cũng còn lì, cũng vẫn còn chào. Đừng có chào sư phụ, nhìn cười là biết rồi. Tại cái cổ mà chào sư phụ phải làm gì lại, còn tôi không làm. Nó cứ chuồn chuồn cái mặt đó hoài. Làm sao sư phụ phải tập trung, phải lo chuyện này chuyện kia chứ không. Tại vì mỗi một người mà distract một chút á thì sư phụ thấy âm thanh nó hú này nọ tùm lum hết.
Tại vì đệ tử nam này nó cũng giỏi á, nhưng mà nó chưa có rành cái máy đó. Cái máy này thuộc rành. Cho nên hồi nãy có thuộc ngồi đây nó bớt có hú, bớt có này kia phải không? Lúc mà nãy thấy ca các bạn đi ruộng mừng á, tự nhiên có âm thanh tùm lum la trong đó. Hồi tới chỉnh lại cũng được nửa bản, cũng còn video có không? Đại khái chúng ta là người nhà, bớt chờ hỏi, thật tâm là quan trọng. Phụ nhìn là nhìn cái tâm của mỗi đứa, chứ họ không có nhìn cái hình thức, hiểu chưa? Giống như xưa chùa này cũng vậy, mỗi lần mà khóa hội ngay chỗ này là một đống mấy hòa thượng ghế ghế ngồi, không có hòa thượng ngồi ở giữa. Ở chỗ đó hồi xưa trống lắm, rồi cái trên này thì phủ vải trắng đẹp lắm, không có nhìn thấy mấy cái sườn gỗ này, rồi mấy cây sàn ngang là quấn theo cái ba màu của Phật giáo á, rất là đẹp. Và ở giữa này phủ một cái miếng dễ vàng, từ đây tốt làm sao, tụi con nhìn thấy giống như là thiên đàng vậy á. Ý là giống như là cõi A Di Đà chứ không phải tiên. Rồi Phật tử thì ngồi mấy ghế đen đen đó, nhiều lắm, mình có nhiều.